Rồi, chào các bạn đang quay trở lại với cái video tiếp theo của mình nha. Thì mấy ngày hôm nay mình có nhận được rất là nhiều những cái inbox của một số bạn gửi cho mình. Các bạn nói là có theo dõi những cái video của mình từ trước giờ rất là nhiều và cũng đã làm theo nhưng không làm được. Đó là bạn đang bị gặp trục trặc ở chỗ là bạn tạo ra những cái USB boot để cài Windows, rồi USB boot cứu hộ. Nói chung là tất cả những cái loại USB boot bạn làm theo những cái video của mình nhưng mà bạn làm không được. Đó, thì mình mới hỏi bạn là bạn làm theo cái video nào và bạn làm bằng cái phần mềm nào. Thì bạn nói là bạn chỉ có mới xem một cái video đó thôi nhưng bạn làm không được. Đó, thì thực chất ra đó, ở trên cái kênh của mình, nếu như bạn nào có theo dõi mình từ trước giờ các bạn đều biết, mình làm luôn làm rất là nhiều cách để nếu như mà cách này bạn làm không được, bạn có thể bạn làm cách khác ha. Để khi nào mà bạn làm được thì thôi, và cái cách nào mà nó thật là tiện lợi và nó dễ cho bạn nhất. Ví dụ như ở đây mình vào trong cái kênh của mình nha. Đây, bạn chỉ cần gõ là youtube.com/Chu Đặng Phú TV. Đây, là nó sẽ vào được trong cái kênh của mình thôi, không có gì là ghê gớm hết. Đây là cái kênh của mình nè. Rồi, ví dụ như bạn vào, bạn muốn xem những cái video mà hướng dẫn tạo USB boot, bạn chỉ cần bấm vào nút search đây này. Tại vì thực chất ra có rất là nhiều bạn, các bạn lười quá, mình nói thật luôn là các bạn quá lười luôn. Video mình đã làm sẵn hết rồi, các bạn chỉ cần vào các bạn search ở đây ra thôi để các bạn xem. Mình đã nói rất là rõ ràng nhưng mà các bạn cũng không chịu tìm. Các bạn cứ vào các bạn hỏi, các bạn cứ vào bạn hỏi, xong rồi mình thấy các bạn hỏi thì mình lại phải làm video cho các bạn xem. Thì những bạn khác đã xem rồi, đã coi rồi thì các bạn lại chửi mình là dở hơi, khùng điên. Có mỗi cái vấn đề như vậy thôi, cứ làm đi làm lại video hoài. Cứ lúc nào cũng thấy thằng này hỏi cái là làm một cái video y chang như vậy, và cứ cái vấn đề đó cứ lặp đi lặp lại hoài. Thì hôm nay mình làm video này để mình muốn nói các bạn á, nếu như các bạn mà gặp bất cứ cái tình trạng về cái lỗi gì, các bạn chịu khó vào trong cái kênh của mình này, các bạn vào trong kênh của mình ha, các bạn vào cái mục mà nó có cái kính hiển vi đây nè, bấm vào đây bạn tìm thôi. Ví dụ như bạn đang thắc mắc về cái vấn đề là tạo USB boot đúng không? Bạn chỉ cần gõ vào đây cho mình, tạo USB boot. Đó, đơn giản vậy thôi, bạn đánh enter. Rồi, nó ra vô vàn cái video mình luôn. Thật các bạn, mình làm rất là nhiều những cái video mà tạo USB boot. Bạn thấy không, cách đây cả một năm trời nè, thấy chưa? Rất là nhiều nha. Đây là hướng dẫn tạo USB boot cứu hộ này, hidden boot này, thấy không? Rồi, tạo USB boot cài Win 7. Rồi, tạo USB boot để gót. Đấy, có chứa sẵn bộ gót này, cứ boot vào cái là chạy vào bộ gót là gót luôn này. Rồi, tạo USB multi-boot. Multi-boot có nghĩa là nó có nhiều cái bộ cứu hộ hoặc là nhiều cái bộ Win trong đây. Thì trong video này là mình làm 3 cái bộ Win là Windows 7, 8.1 và 10. Đó. Rồi, dùng thẻ nhớ để tạo USB boot nữa này. Đó, nhiều chưa? Rồi tạo USB boot cài Win 7, 8, 10 này. Đó. Rất là nhiều những cái video để mình chia sẻ các bạn cái cách mà tạo USB boot. Và trong những cái video này, mỗi một cái video mình sẽ dùng những cái phần mềm khác nhau, những cái phần mềm khác nhau, để nếu như bạn làm cách này không được thì bạn hãy làm theo cái video khác thì sẽ ra cách khác. Ví dụ như ở đây mình làm những cái video này thì mình sẽ sử dụng phần mềm ví dụ như là Rufus chẳng hạn. Đó, thì Rufus mình làm không được thì ở dưới đây mình sẽ dùng phần mềm khác. Đó là cái phần mềm mà Windows USB DVD Download Tool này, mình có ghi rất rõ. Đó. Rồi nếu mà không được nữa bạn có thể làm bằng cách là tạo USB boot bằng Command Prompt. Đấy, cái phần mềm mà cửa sổ đen đen này này. Đấy. Rất là nhiều nha, rất là nhiều những cái video mình làm đây mà các bạn thấy không? Quá trời luôn này. Có mỗi cái chuyện mà USB boot ở trong này mình làm rất là nhiều video rồi. Đó. Cho nên cứ mỗi khi mà các bạn hỏi mình ấy thì mình lại cứ nghĩ là các bạn không biết, mình lại tạo một cái video khác nữa, mình lại ngồi mình quay lại từ đầu. Các bạn biết cái công mà bỏ ra ngồi quay một cái video nó rất là cực luôn. Đấy, mà không có được đón nhận. Cứ mỗi lần làm cho các bạn xem thì những bạn khác mà xem rồi thì lại vào chửi khùng điên, bảo mình là khùng điên, bảo là thằng này nó rỗi hơi quá, nó không có cái gì làm, nó hết ý tưởng làm video rồi, nó cứ ngồi nó cứ làm đi làm lại này hoài. Tại vì thực chất ra có rất là nhiều những người đang cần, nhưng mà mình biết các bạn cần, nhưng mà khi mà các bạn muốn tìm một cái vấn đề nào đó thì các bạn chịu khó vào trong cái kênh của mình đấy. Thật các bạn luôn, cái kênh này của mình hiện tại bây giờ là nó tới gần 1.200 video rồi. Gần 1.200 video. Mình cho là mình bỏ đi những cái video mà về vlog đời sống, hoặc là những cái video mà không có về vi tính á, không về máy tính á. Khoảng cỡ 200 video là cũng còn khoảng cỡ 1.000 video rồi. Rất là nhiều video. Và mình làm rất là nhiều trường hợp máy bị lỗi gì, rồi làm cái gì đó. Mình đã làm hết đây rồi. Đa số mình đều làm hết rồi. Tất cả những trường hợp mình đều làm hết rồi. Đó, cho nên nếu như các bạn mà gặp bất cứ trường hợp nào, các bạn có thể vào trong cái kênh của mình. Các bạn vào trong cái mục mà cái kính hiển vi này, bạn search đi. Bạn search trước xem có hay không ha. Search nó ra một đống video này này. Đó, bạn coi cái nào nó đúng trường hợp của bạn là bạn múc thôi, phải không? Ví dụ đây này, hướng dẫn tạo USB cài Windows 10. Ví dụ như bạn đang muốn tạo USB cài Win 10 thì bạn bấm vào đây bạn coi thôi. Rồi bạn coi, nếu ví dụ bạn làm không được thì bạn có thể lên trên này bạn dò này. Còn nhiều video khác này, ví dụ như là USB cứu hộ Win 10 nè, không? Rồi đâu rồi? Đây, tạo USB cài đặt Windows 7, 8, 8.1 hoặc là 10 bằng phần mềm Ultra ISO. Đấy. Có đầy đủ hết, các bạn muốn tìm cái loại nào cũng có. Rồi có bạn thì lại bảo là không biết cài Win. Mình bảo vào trong kênh của mình tìm video cài Win, cũng bảo không biết tìm luôn. Thì có gì đâu. Ví dụ như bạn đang muốn cài Win đúng không? Bạn cứ lúc nào cũng nghi ngấn trong đầu mình là cài Win. Đó, thì bạn vào đây bạn chỉ cần gõ cho mình ở đây cài Win, cài Windows. Ví dụ như bạn muốn cài Windows 7 đúng không? Gõ cài Windows 7, Enter. Nó sẽ ra cho bạn một đống video cài Windows 7. Bạn thấy chưa? Đây, này mình cài Windows 7 bằng ổ cứng nè, thấy không? Cài trực tiếp trên ổ cứng nè. Rồi cài Windows 7 bằng USB nè, thấy chưa? Rồi cài Windows 7 bằng đĩa CD luôn nè. Đó. Rất là nhiều, mình làm rất là nhiều những cái video dạng như vậy. Và mỗi video là một cái trường hợp khác nhau, và dùng những phần mềm khác nhau và những cái cách làm khác nhau luôn. Để các bạn gặp trường hợp nào, đụng trường hợp nào, các bạn đều có thể vào trong cái kênh của mình. Bạn tìm ra đúng cái video đó để bạn làm, để cho nó được thuận lợi và nó dễ dàng cho các bạn. Đó. Thì hôm nay mình làm cái video này, mình chỉ muốn chia sẻ các bạn một số điều như vậy. Để nếu như các bạn mà đang gặp khó khăn bất cứ về vấn đề gì, các bạn có thể vào trong kênh của mình nha. Vào trong kênh của mình, các bạn tìm vào cái mục này này, các bạn tìm cho đúng cái video đó bạn xem thôi. Nếu như mà những cái video này vẫn chưa thỏa mãn được cho bạn, thì bạn hãy comment phía dưới những cái video của mình, hoặc là gửi email cho mình, inbox Facebook cho mình. Mình sẽ trả lời và mình sẽ hỗ trợ cho bạn. Và có một điều nữa mình muốn nói với các bạn luôn, đó là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn ở trên Facebook hoặc qua Gmail email đó, hoặc là những cái comment các bạn. Nhưng mình có thể là mình sẽ không hỗ trợ cho các bạn được ngay, hoặc là không có trả lời cho các bạn được ngay được. Bởi vì mình không phải là mình chỉ có cái việc là mình cứ ngồi đây mình chờ inbox hoặc là chờ comment hoặc là chờ cái email các bạn để mình trả lời liền. Mình còn rất là nhiều công việc nữa, cho nên mình sẽ có thể là trả lời các bạn hơi bị trễ. Nên là các bạn hãy thông cảm cho mình nhé. Chứ không thôi các bạn cứ hỏi, các bạn comment, các bạn gửi email, các bạn inbox cho mình, rồi mình không trả lời liền cho các bạn. Các bạn vào các bạn DM mình, các bạn kêu mình là thằng lừa đảo thế này thế kia, làm video chỉ cho các bạn cài máy rồi các bạn cài hư máy. Bây giờ inbox hỏi thì không thèm trả lời. Tại vì thực sự là mình đã không có phải là mình rảnh mình ngồi mình chỉ chờ tin nhắn của các bạn không các bạn nhá. Cho nên các bạn thông cảm ha. Rồi thì chốt lại một câu cuối cùng, các bạn cứ vào trình duyệt. Đây, các bạn có thể là bấm vào chỗ này này, YouTube đây cũng được, hoặc là nếu không thích đây các bạn cứ gõ thẳng đây cho mình. Đây, youtube.com/Chu Đặng Phú TV nha. Chu Đặng Phú TV, Enter là nó sẽ vô thôi, chứ không có gì là khó khăn cả. Thấy không? Bấm một phát một là nó chạy vô liền nè. Ôi trời, cái này vô đánh bài trực tuyến là gì trời. Đây, gõ lại nha, có thể là gõ sai đấy. Này, youtube.com Chu Đặng Phú nè TV. Đấy. Rồi ấn Enter. Các bạn nhìn nè, đó không? Chạy ơi kênh mình liền nè. Rất là đơn giản. Đó. Còn nếu mà các bạn không thích vào đây á, các bạn có thể là dùng cái chỗ YouTube đấy cũng được, đúng không? Rồi các bạn chỉ cần lên đây các bạn gõ ông đây cho mình, còn càng dễ nữa. Đây nó ra ngay luôn đó. Đây, không? Ra ngay kênh mình ngay trên đầu nè, không? Bấm vô coi liền, có gì đâu ha. Rất là đơn giản. Rồi thì cái video này có một số điều muốn chia sẻ các bạn như vậy. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu và các bạn sẽ dễ dàng tìm được những cái video liên quan đến vấn đề các bạn đang cần giải quyết nhé. Thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.